Ngon nhỉ. Ngon nhỉ. Ăn hết thì lại cắt tiếp. Muôn này, ăn hết đi chứ. Thích ăn cả vỏ. Xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình chở Muôn đi chơi, đi tính đi vào nhà bà nội ăn xoài nhá. Giờ Muôn với Sky ngồi trong giỏ này, các bạn cùng đi với mình nhá. Ui, ngồi yên. Ngồi vào giỏ. Đây. Ôm đi, Muôn ôm đi. Đi này. Mình sẽ cái ôm này. Ui giời ơi. Muôn, lên đây nào. Đi nha. Đi nào. Ngồi yên. Nói gì? Sky. Nói gì? Mình đến nhà bà rồi nhá các bạn. Đây là cây xoài này. Đi chiều hôm trước các bạn biết rồi này. Ăn xoài nhá. Ngồi đây nhá. Đây này. Sky. Muôn. Làm gì mà. Úi giời ơi. Kéo hết cái mặt ra làm sao. Nào đến đây. Đây ôm đi nào. Chín đây này. Đâu rồi nhỉ? Quên mất rồi nhỉ? Khoái khẩu này. Được một quả này. Để đây cái đã. Ra đây. Ăn xoài nhá. Lấy dao đó. Ra đâu ngồi Muôn. Ở đây ngồi nhỉ. Đây nó mát nhỉ. Nghe nhá. Nào xuống đây nào. Muôn, ra đây ngồi. Đây. Muôn ơi, về đây này. Xin nha. Sky này. Này, đây. Ăn hết nghe chưa? Sky, ăn hết. Cái ăn rồi. Ăn này. Bữa nay lại chán xoài. Muôn à. Quạc quạc.
Làm sao? Xoài ngon không? Ngon không? Ngon không? Muốn ăn hết anh nghe cho tiếp nhá. Ngon nhỉ, ngon nhỉ, ăn hết thì lại cắt tiếp. Quay đây nào, quay đây nào. Sky đây này, sao cứ nhìn thế? Mùn này, ăn hết đi chứ. Thích ăn cả vỏ. Đút cho ăn này. Này, mùn này, xoài này. Tiếp ông Moon. Moon nào, về đây nào. Về đây nào, về đây nào. Về đây nào. Moon. Về đây xem. Đi về. Ăn no rồi đi về. Đây nào. Về đây. Sky này, đây, xoài đây này. Đó, vào đây ngồi nha. Nào, Sky này. Lăng quăng, đó, ngồi đó nha. Đi về. Ăn no rồi, đi về. Đi này, đi này. Thôi bây giờ mình về thôi nha các bạn. Moon và Sky ăn xoài chắc cũng no rồi. Bye bye.